một cầu thủ ở lứa tuổi trung học Nhật Bản vừa gây xôn xao với tình huống sút penalty rất đặc biệt. Cụ thể, tình huống này diễn ra tại giải bóng các trường trung học Nhật Bản. Một cầu thủ có tên Komi Ryota gây chú ý mạnh với pha sút 11m của mình. Anh lấy đà từ rất xa và dậm chân lấy đà liên tục trong gần 10 giây rồi mới tung cú sút. Mặc dù thủ môn đối phương đoán đúng hướng sút, bóng vẫn bay thẳng vào lưới. Trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Trong các vấn đề cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng, sai lầm là điều khó có thể tránh khỏi. Thông thường mỗi khi điều đó xảy đến sẽ mang lại hậu quả, kèm theo đó là những sự tiêu cực khó nói thành lời. Tuy nhiên vẫn có những sai lầm lại mang đến tiếng cười vô bờ bến cho mọi người nhờ độ tấu hài không lối thoát của nó. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha bóng mắc lỗi mà lại vô cùng hài hước của các cầu thủ bóng đá ở ngay trên sân khi trận đấu vẫn đang diễn ra nhé. Một chút khắc nghiệt của trận derby đầy duyên nợ thành London giữa Tottenham và Arsenal là một màn chào đón không thể đắng hơn dành cho tân binh Thomas Partey bên phía pháo thủ. Trong bối cảnh đôi chân vẫn còn đang tập tễnh ngoài sân, Partey đã bị huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta đẩy vào sân góp sức khi mà gà trống đang trong một đợt phản công vũ bão. Đương nhiên với tình trạng như vậy, cựu sao Atletico Madrid chẳng thể làm gì được ngoài việc cùng đồng đội nhìn Harry Kane làm tung nóc lưới để nhân đôi niềm đau cho Arsenal. Anh gánh tim nhiều rồi, mắc tí sai lầm cho cuộc đời có nếp có tẻ nhé Messi. Nhận bóng từ đường tạt chuẩn xác của đồng đội, Lionel Messi trong tư thế thuận lợi lại bất ngờ tung một cú sút theo kiểu tuyệt đỉnh kung fu, nhân nhỏ cho đội trưởng của Barcelona khi màn thích tạo sự khác biệt của anh lần này lại không thành công và pha dứt điểm đưa bóng đi thẳng ra ngoài sân. Với một gương mặt đầy tập trung và nghiêm túc, ai ngờ đâu tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Real Madrid mùa giải năm nay, Martin Odegaard đã có một pha sút phạt mà lừa tất cả mọi người, kể cả đồng đội của mình luôn. Đường truyền có phần tấu hài của tiền vệ người Na Uy chắc chắn không thể làm cho những người đàn anh cùng chung màu áo trắng hài lòng. Trong bối cảnh Chelsea đang bị Manchester City dẫn trước tới 3 bàn, bản hợp đồng đắt giá của The Blues hè vừa qua, Timo Werner đã có một pha câu giờ hồ đội bạn, khiến cho người hâm mộ của nửa xanh thành London phải lắc đầu ngao ngán. Nhìn pha đá phạt góc rồi tự làm đau mình trong khá nghiệp dư này của tuyển thủ người Đức. Chắc hẳn ông chủ giàu có Roman Abramovich vẫn đang thắc mắc rằng rốt cuộc thì 50 triệu euro mà ông đã bỏ ra cho Werner bao giờ mới hái được lộc. Lời khuyên dành cho các cầu thủ phải đối đầu với Adama Traoré tốt nhất là trong khoảng va chạm thì hãy né tiền vệ người Tây Ban Nha ra xa nhất có thể.
tấm gương De Gea mới chỉ bị gã đô con vạm vỡ theo cơ địa chứ không tập gym, chạm nhẹ một cái đã gặp ngay chấn thương và nằm sân đau đớn, vẫn còn nóng hổi chưa thổi đã thấy đau người. Ai cũng biết độ cute của anh là đa dạng và nhiều vô kể như thế nào rồi, cho nên trong trận đấu mang tính chất quan trọng, đừng quá dễ thương như này được không Kanté? Không hiểu tiền vệ người Pháp đang nghĩ gì mà lại dùng tay ôm trọn trái bóng ở ngay trong sân sau khi nhận bóng từ quả ném biên của đồng đội. Tất nhiên một tình huống thổi phạt đã được trọng tài dành riêng cho cầu thủ mang áo số 7 bên phía Chelsea, mặc cho anh lại nở nụ cười làm tan chảy biết bao trái tim người hâm mộ. Cuộc khủng hoảng ở Arsenal mùa giải năm nay là nặng nề quá, cho nên cầu thủ của họ thường xuyên có những pha xử lý theo kiểu tôi chán lắm rồi, muốn từ bỏ tất cả. Một trong số đó là màn không cần mượn rượu mà vẫn chén choáng hết phần chí phèo của hậu vệ trái Kieran Tierney, khiến cho những khán giả khó tính nhất cũng phải bật cười. Nhận bóng trong phạm vi lãnh thổ của mình, Robertson chỉ cần một nhịp lừa bóng, rồi sau đó vận hết tốc lực của mình để dốc thẳng bóng về phía trước và khiến số 5 của The Blues ngã sóng xoài ở trên sân trong nỗ lực truy cản mong manh của mình. Lỗi anh Tài, tại pha bóng đang quyết liệt quá nên em trót gửi quả bóng đến nhầm địa chỉ, khiến anh có một pha nằm sân ngoài dự kiến. Hy vọng là anh hiểu tất cả chỉ là tai nạn để không trù dập em trong những phút còn lại của trận đấu. Chắc đó là tiếng lòng của Memphis Depay khi tuyển thủ Hà Lan đã lỡ dại có pha sút bóng đến đúng chân trọng tài, khiến vị vua áo đen ngã dúi dụi trên sân. We'll be right back.
Còn gì thốn hơn khi mà trong nỗ lực của mình, Thomas Delaney đã giành được quyền kiểm soát bóng từ đối thủ. Ấy thế mà số 6 Benfica Dortmund đã đánh lừa cả đội bạn lẫn chính mình khi có một pha vấp cỏ và ngã sấp mặt tương đối vô duyên như thế này. Chắc là đau người thì ít, mà tổn thương tâm hồn bên trong mới là nhiều. Vừa rồi là những pha bóng mắc lỗi tương đối hài hước của các siêu sao bóng đá ngay trên sân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.